Hello, xin chào mừng quý chị và các bạn quay trở lại với chương trình Bản tin đầu mỗi ngày Lại là Thái Lê đây và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với phiên giao dịch ngày 11 tháng 10 Một điều đặc biệt trong cái phiên giao dịch ngày hôm qua, ngày mùng 10 tháng 10 Đó là đúng với những gì mà chúng ta đã đưa ra những cái đánh giá và nhận định trong xuyên suốt cái khoảng thời gian vừa rồi Đặc biệt nhất đó là cái thời gian từ cuối tuần và đầu tuần vừa rồi Chúng ta đưa ra một cái đánh giá đó là cái mốc 1283 sẽ phá vỡ được ở ngay thời điểm là phiên sáng thứ năm và đúng như sự thực sáng ngày hôm qua VN Index đã phá vỡ bứt phá vô cùng là mạnh mẽ tăng một cái một cái phiên buổi sáng vô cùng là sôi động và thị trường đã chính thức phá vỡ được cái ngưỡng đó là 1283 1284 Xin chúc mừng tất cả quý quý anh chị chúng ta đã theo dõi và chúng ta đã đưa ra những cái đánh giá và chúng ta đã đưa ra những cái quyết tâm cho những cái điểm mua cũng như là nắm giữ cổ phiếu để tạo ra được những cái lợi nhuận nhưng không nếu chúng ta để ý ngày hôm qua lại là một trong những cái phiên mà kết thúc thì xanh nhưng mà đa số danh mục thì lại đỏ nên uh, thái lê có để cái tiêu đề đó là xanh vỏ đỏ lòng là như vậy uh, đấy là cái điều mà chắc có lẽ nhiều anh chị ngày hôm qua của chúng ta cũng thấy kết thúc phiên trong một cái sự tăng điểm hưng phấn à, nào là thanh khoản tăng là thanh khoản ngày hôm qua là hơn 20.000 tỷ đấy các anh chị hơn 20.000 tỷ trên cả ba sàn cộng với là cái mức tăng điểm rất là tốt à, trước à, trong đó thì có những cái thời điểm mà thị trường còn kéo giảm hơn khi mà áp lực chốt lời à, thị trường đã khiến thì thị trường mở cửa lên à, ngay ở thời điểm mà mở cửa là 1289 và kéo cao nhất đó là cái vùng 1294 cho đến khi mà xuất hiện cái áp lực chốt lời áp lực chốt lời nó xuất hiện ở rất nhiều cái nhóm cổ phiếu đặc biệt nhất là nhóm cổ phiếu có cái tính dẫn dắt của trong cái thời gian vừa rồi đó chính là nhóm ngân hàng và nhóm chứng khoán khiến cho chỉ số của vn index cũng đã có cái sự sụt giảm nhưng mà sang phiên chiều khi mà áp lực áp lực bán chốt lời đang sôi động thì dòng tiền lại len lỏi nhảy vào một số cái nhóm cổ phiếu của nhóm ngành của nhóm vốn hóa lớn một số cổ phiếu thôi Ví dụ ngày hôm qua chúng ta là điển hình là cổ phiếu gì ạ? Đó là Masan, đó là FPT, đó là hai cổ phiếu mà hôm qua đã có mức tăng điểm rất là tốt và có cái vai trò giúp cho chỉ số của VN-Index kéo được. Ngoài ra nữa thì nếu mà xem xét ở trên chỉ số của VN30 chúng ta có thể thấy cái mức độ điều chỉnh về khách sạn và bật lên của VN30 thì nó đang còn thể hiện còn một cách rõ ràng hơn. Như vậy là cái thời điểm hiện nay cái cột mốc mà có lẽ nhiều anh chị nhà đầu tư của chúng ta lại một lần nữa uh, lo lắng uh, suy nghĩ đó chính là 1230. Có rất là nhiều anh chị nhà đầu tư ngày hôm qua cũng có trao đổi với Thái Lê về cái việc đó là hôm nay về cột mốc 1300 rồi em ơi, có nên tiến hành là bán chốt lời hay không. Thì đối với quan điểm của Thái Lê thì đến cái thời điểm hiện nay thì thị trường chạm lại 1300 này từ cái thời điểm mà đầu năm đến giờ các anh chị biết đây là lần thứ mấy không ạ? Đây là lần thứ 6 rồi Đây là lần thứ 6 rồi Và cái thời điểm hiện nay nó khác với là so với là cái thời điểm mà cuối tháng 9 Khi mà cuối tháng 9 chạm lên được cái vùng 1300 Thì Thái Lê đánh giá là thị trường của chúng ta rất là khó để bứt phá đã qua Và có thể chững lại và bắt đầu có cái sự điều chỉnh Và cái sự điều chỉnh nó xuất phát từ cái khách sạn của uh, Hình thành cái trạng thái khách sạn đó là Tekan và Kijun của VN Index nó cách nhau xa Nhưng mà thời điểm hiện nay chúng ta đang thấy là cái Tekan Kijun nó đang sát hơn Tức là cái cường độ cường độ của VN Index đang có một cái sự tích lũy chặt chẽ hơn Nếu mà nó có thể tạo ra được một cái cú bứt phá được qua được cái vùng 1302 Thì VN Index 2 kiếm nó sẽ cùng chỉa lên và sẽ tạo đà vào một cái nhịp tăng bỏ rơi rất là mạnh mẽ Do vậy nên là trong cái nhịp này thì Thái Lê vẫn đang đánh giá à, để mà thị trường của chúng ta bứt phá được qua một cái vùng 1302. Thì cái câu chuyện mà xanh vỏ đỏ lòng thì quan trọng là cái chỗ mà đỏ lòng và lòng ở đây là những cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Đó là nhóm ngân hàng, đó là nhóm chứng khoán. Thì dòng tiền nó quay trở lại được hai cái nhóm này hay không? Thì đó sẽ là một trong những cái động lực rất là lớn để giúp cho đấy của chúng ta có thể bứt phá được ở ngay cái vùng đỉnh. Những anh chị nha. À, do vậy nên là chúng ta sẽ theo dõi sát sao đối với chỉ số VN index ở trong cái bối cảnh thời điểm hiện nay để đưa ra những cái đánh giá và cũng như là đưa ra những cái cái điểm làm sao mà nắm giữ được cũng như là có thể tận dụng được các cái điểm mua. Trong hôm nay thì chúng ta không ngoại lệ, chúng ta vẫn sẽ đi tìm những cái cổ phiếu để có những cái điểm mua các anh chị nha. À, vậy à, tổng kết lại với cái đánh giá như vậy thì thị trường Thái Lê vẫn đang cho rằng một cái cú tích lũy có thể là một hai phiên ở quanh cái vùng trước sau khi phá vỡ được cái ngưỡng đó là một hai tám ba tám bốn rồi thị trường sẽ tiến tạ tới ở cái vùng một ba không hai và thái lê tin là cái nhịp này thị trường của chúng ta có thể bứt phá được còn đồng thời đồng thời cái gì chúng ta cũng phải có một cái góc nhìn để đảm bảo cái an toàn cho cái tài khoản đó chính là cái ngưỡng đó là một hai tám mươi thì ngày hôm nay thì viên đấy sẽ đẩy lên chạm trùng với là cái vùng một hai tám ba nên nếu mà thị trường của chúng ta đóng cửa trở lại ở cái ngưỡng đó là dưới 1283 Thì các anh chị chúng ta phải hết sức cẩn thận nhé Tức là cái mốc của thời điểm hiện nay 1286 so với 1283 nó chỉ cách khoảng tầm 3-4 điểm thôi Nhưng nếu mà cuối phiên nó bị rơi xuống ở dưới đấy thì rất là dễ cái trường hợp viên đấy của chúng ta quay trở lại cái điều chỉnh Và nếu mà xảy ra cái điều chỉnh của đợt này thì không có ngon ăn như là cách đây khoảng tầm một tuần rồi Thái Lê cứ sẽ đưa ra những cái niềm tin để cho các anh chị yên tâm giữ ở 1270 đâu mà lần này mà mình nếu mà nhịp à, nhịp này mà thị trường mất trở lại đi vùng 1283 thì Thái Lê đang có thấy được cái việc là thị trường sẽ trong à, à, từ giờ cho đến khoảng tầm thứ ba thì thị trường có thể là có một cái mốc độ à, đà giảm nhẹ thì sau đó là ví dụ như phá vỡ 1283 rồi rơi xuống ở cái vùng có thể là 1280 hoặc là thấp hơn rồi sau đó nó lại hồi lên 1283 nhưng mà nó sẽ giảm từ 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 và khi đấy 1270 nó không còn là một cái hỗ trợ mạnh của VN Index nữa mà khi đấy nó có thể là về ở cái vùng 1250 các chị nhớ không? 1250 đấy không phải đùa đâu. Do vậy nên cái thời điểm hiện nay chúng ta luôn tập trung và để ý giúp cho Thái Lê. Đó là VN-Index đã vượt được cái vùng 1283 1284 như chúng ta kỳ vọng. Và hiện nay cái việc của VN-Index là tiếp tục giữ được ở cái mốc trên này thì cái đà tăng của VN-Index sẽ tốt. Đặc biệt nhất là trong những cái phiên tới và VN-Index vượt được của cái vùng 1302 đó sẽ là một trong những cái cú bùng nổ rất là lớn của thị trường nha. Yên tâm để nắm giữ hàng. À, yên tâm để mua vào những cái cổ phiếu ở hỗ trợ mạnh. Rồi à, bây giờ thì ra soát lại cái danh mục à, của ngày hôm qua. À quên, đừng có anh chị đừng có quên là dừng lại ít giây để ấn like, ấn subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của HTB các anh chị nha Đặc biệt nhé thì hiện nay các cái comment thì các anh chị lưu ý là khi các anh chị đã đăng ký kênh thì bắt đầu mới có thể comment được. Thì rất là mong là các anh chị ủng hộ cho đội ngũ của đó là ấn đăng ký kênh, đồng thời à, thả những cái quả tim để ủng hộ cho Thái Lê ấn like ủng hộ cho Thái Lê để thực hiện những cái chương trình tìm kiếm ba chữ cái các chị nhìn thấy ngày hôm qua chương trình ba chữ cái của chúng ta vẫn có một cái cổ phiếu mà không thể quốc dân hơn được nữa đó chính là sản ma ngày hôm qua Đấy. nên là trong những cái bộ lọc như thế này các anh chị thấy là những cổ phiếu nào khỏe những cổ phiếu nào mạnh nhất thì Ichimoku vẫn có thể tìm kiếm được ra để cho chúng ta có thể tận dụng được còn có những cái cổ phiếu mà nó có bị rơi xuống thì ở những cái ngầm mốc này thì chúng ta vẫn có thể là hoàn toàn là xử lý ở trong những cái tầm rất là giới hạn à, bây giờ thì thái lê sẽ đảo qua ở những cái cổ phiếu mà nó đang có cái cái sắc đỏ này bsi nhóm chứng khoán ngày hôm qua cũng điều chỉnh tương đối lớn và thái Lê đánh giá cái thời điểm hiện nay ngay cả chúng ta có mua mua vào đối với BSI ở đây vẫn ok chúng ta không có một cái gì phải lo lắng cả nhá à, đấy là cổ phiếu BSI tiếp theo đó là VDS đã, ngày hôm qua gần như nhóm chứng khoán áp lực chốt lời rất là nhanh mặc dù thì gì ạ chưa có được cái tí lợi nhuận nào cả mà thế là đã lanh, lanh quanh đã chốt lời rồi thế mè tài đúng không à mới chỉ là bật lên cái rồi sau đó rơi xuống tuy nhiên thì cái nhóm chứng khoán này là một cái nhóm mà thái lê cho rằng có một cái tầm quan trọng rất là lớn cho cái thời gian sắp tới à, nó sẽ giải quyết một cái vấn đề đó chính là liệu vn index có đảm bảo để bứt phá đi được vượt được 1302 hay không thì thái lê tin cái lần này là là nhóm chứng khoán rồi nhóm chứng khoán cũng sẽ có thể lại là nhóm mà có thể khiến cho chỉ số VN Index mất đi trở lại cái vùng 1283. Nhưng mà nếu mà nó mất thì giống như cái kịch bản các chị nhớ xem lại lúc nãy thầy Lê nói nhé Mất rồi sau đó rằng co một vài phiên rồi nó có thể rơi xuống sâu hơn 1250. Khi đấy 1270 không còn giá trị nữa đâu nhá. Yeah. Ok, à, thì nên là các chị vẫn ưu tiên các chị để chúng ta nắm giữ những cái nhóm cổ phiếu leader như thế này và đứng trước những cái ngưỡng cửa quan trọng có thể nói là từ giờ cho đến thứ ba là cái giai đoạn mà các chị đẩy về cái việc mà tiền mua mới thì chúng ta cũng hết sức là cân nhắc làm sao là những cái cổ phiếu nó sẽ là cái vùng hỗ trợ còn lại cái vị thế mà đang có sẵn hàng đó là cái vị thế mà thái lê thấy tối ưu nhất hiện nay có hàng có sẵn hàng cần gì xử lý ngay là ok nhất bởi vì thị trường của chúng ta đang ở một cái ranh giới uh, có thể là tạo ra một cái cú thăng hoa rất là lớn và Thái Lê thì vẫn đang suy nghĩ và đưa ra một cái đặt cọc, đặt, đặt, đặt cái mục tiêu lớn hơn, đặt cho cái cửa đó là VNX của vượt được 1302 để tạo ra một cú, cú thăng hoa. Các anh chị có tin như Thái Lê không? Nếu các anh chị tin này, hãy ấn bốn số tám để chúng ta cùng tạo ra một cái sự lan tỏa giúp cho thị trường có thể là bùng nổ thăng hoa như kỳ vọng. Ok không ạ? Rồi, bây giờ thì chúng ta sang bộ lọc đây nha Ngày hôm nay có thể là Thái Lê nghĩ thiên hướng nhé, à, là bộ đọc có thể có nhiều cái nhóm cổ phiếu ngoại đạo hơn so với là những cái nhóm cổ phiếu uh, uh, chính thống thì cũng để xem đã đó. À, à, Việt Z này, Việt Z này có, Ui. Việt Z ngày hôm qua có cái cú bật ghê nhỉ, Việt Z rồi bây giờ mà mua 106 và bán 108 thì quá tội tiền phí đúng không, nên thôi. PVT đấy các anh chị thấy không PVT là nó bùng nổ của ngày hôm trước thì Thái Lê mới nói là cái đoạn này cứ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh rồi sau đó chúng ta sẽ mua không vội đâu thì nhóm này bây giờ là PVT thì Thái Lê đang kỳ vọng cho cái mốc 28.6 PVT rồi nha bây giờ là bắt tay trở lại để kinh doanh rồi này 28.6 này ok chưa Liên Việt bot point thì mì bọt bành cũng cho cái cú bùng nổ nên là cứ nổ một phát ba bốn như masan hay fpt cả nhà cứ nhảy vào đu bám theo đúng những phiên nổ thì mình nói thật cho các bạn là không ăn được đâu ờ, hãy chờ những cái phiên bùng nổ rồi thì thường điều chỉnh cái giai đoạn mà áp sen ấy bùng nổ phát anh chị tắt tay luôn nhưng mà trong những cái bối cảnh như hiện nay bùng nổ xong đón tàu trong hai ba phiên tới nên anh chị nào mà đua vào những cái phiên bùng nổ xác suất rất là cao là toàn mà còn lại với những còn lại đối với những cái bạn nào mà những cái phiên bùng nổ mà lôi hàng ra bán chốt lời chốt non ấy, lại lại ấm ấy. À thôi thị trường khó lại ngồi kiếm đi khoảng tầm ba bốn là xuất sắc rồi các chị đừng có phải lo à... anv cũng đẹp này nhưng mà chắc phải chờ thêm tí thời gian Rồi BSI, BSI thì chúng ta có điểm mua hôm trước rồi. Hàng hôm nay vừa về, về đang đẹp ấy, không có vấn đề gì. Sell rằng co nhưng mà không được thuận lợi cho lắm. CI này, CNG. Đấy, mọi người thấy là hôm nay là toàn xuất hiện những anh tài là lạ hết. Lạ tức là lâu rồi mới xuất hiện ấy, Chứ bữa giờ là cứ ngân hàng, chứng khoán nó mấy mã liên tục có vẻ như nhóm bất động sản đang có dấu hiệu tốt nếu mà nó bất động sản mà có dấu hiệu có tín hiệu nữa thì đúng quá tuyệt vời PC1 hồi lên PVF này. VIB à ok ngân hàng thôi chúng ta vẫn có phần mã quốc dân tiếp của nhóm ngân hàng VIB VIB bây giờ là 19.1 hay là 18.6 18.7 đây này mình rồi đánh lướt T đánh lướt T thì à, Thái Lê nghĩ sang tuần đi sang tuần đi nhá à, bởi vì nếu mà đánh mà đánh cổ phiếu dành cho nhà đầu tư mua nắm giữ khoảng tầm 1-2 tháng ấy thì cái vùng mà khoảng 19 này thì các anh chị cứ mua thoải mái 18.7 cho đến 19 Nói chung là đúng là phải vùng như vậy Tức là nó cái biên rơi vào khoảng tầm 1.5% Các anh chị mua nắm giữ yên tâm nha Còn lại đối với những anh chị mà lướt T cộng Thì chúng ta phải căn keo từng à, 2-3% một thì cứ từ từ Chắc là đầu tuần thứ hai Thái Lê lại Lọc thấy Lê tin lại Có lại một lần nữa cái cổ phiếu đấy đấy D2D là sắp tới là chia cổ tức là đến 80 mấy phần trăm các anh chị này. À, đại ca này mà về ở khoảng tầm 43.7 44 là 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 là, là mốc tốt đấy. lệch nhiều phần trăm 4% nên là mình chịu. Đấy FPT này, FPT các bạn nào kinh doanh các bạn chờ đợi đi nó lại điều chỉnh lại về vùng 1138 thì chúng ta lại có thể kinh doanh được. Còn bật như thế thì chịu, rồi Masan cũng thế là ngày hôm qua mình kỳ vọng là nó có cái tí đỏ cái thì múc cho nó sung sướng mà cuối không tạo gáp tăng âm lên luôn. Pan này, pan hôm qua thì chúng ta có một điểm mua quá đẹp luôn đúng không ạ? Anh chị thấy là pan ngày hôm qua là à, nó ở ngay cái vùng 23.9, gái mở cửa là sau đó loanh quanh vượt lên luôn Đấy, quá là, là 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 khỏe đối với cổ phiếu Masan. Nên gần như những cái cổ phiếu nào mà có tín hiệu thì trong cái bộ lọc À, đầu giờ sáng thì cũng đã chuẩn bị cho các anh chị chúng ta có một cái tâm thế tốt rồi. Việt Combine rồi à? Việt Combine, à... Việt Công Banh, chẳng lẽ bây giờ nó có cái vai trò cứu thị trường à? Vừa rồi có cái tín hiệu cũng tạm tạm nhưng mà Việt Công Banh đánh biên nó đánh tê cộng lướt tê cộng nó khó ăn lắm. À, trừ trường hợp là thoa thông thoáng hơn tí nữa. Rồi như vậy thì đây là tất cả những cái tập hợp của bản tin đầu giờ sáng của ngày hôm nay cộng với là cơ hội mua ba chữ cái ngày hôm nay có cổ phiếu PVT thì nó là một thuộc cổ phiếu của cái nhóm ngành à, dầu khí nhóm vận vận tải biển nha dầu khí PVT vận tải biển thì à, Thái Linh nghĩ là từ giờ cho đến khoảng tầm thứ hai thứ ba cái ngưỡng một hai ba ba một hai tám nó sẽ có những cái sự test lại có thể test lại ngay ở trong cái phiên ngày hôm nay luôn đấy và đóng cửa vì Thái Lê vẫn đang đưa ra một cái kỳ vọng nó giữ được ở trên 1284 thì cái sự thăng hoa trong cái tuần tới sẽ rất là rõ ràng còn ngược lại mà mất 128384 thì cái chị ở đây chúng ta đừng có lo nhé đừng có lo một cái gì hết bởi vì nó sẽ rung lắc ở quanh cái ngưỡng này test đi test lại rơi vào khoảng tầm từ cúng thứ hai thứ ba nên là cứ bình tĩnh nha ngay cả cái thời điểm ngày hôm nay các anh chị có nhảy vào mua vào những cái nhóm cổ phiếu như chứng khoán đang điều chỉnh thì thái lê tin là cái cơ hội kể cả thị trường xấu thì các anh chị vẫn bình ổn và không lo lắng lắm thì đấy là những cái đánh giá và nhận xét của thị trường mà trên cái góc nhìn của Ichimoku Chính Pháp. và rất là cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái chương trình này và nhân đây thì cũng chia sẻ với các anh chị đó là ITB thì vào thứ sáu tuần sau ngày 18 tháng 11 có tổ chức một cái hội thao một cái hội thao bởi vì anh em thì suốt ngày để đi làm ngồi online với nhau nhưng mà sẽ có một cái giải ITP Pickleball David Cup 2024 tổ chức vào chiều thứ sáu tuần sau ở tại sân Pop uh, Pickleball ở 202 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận và thành phố Hồ Chí Minh. Nếu các anh chị nào mà chúng ta là những uh, những người chơi uh, chơi pick hay là các anh chị ở, ở trong cộng đồng của ITP mà muốn tham gia cùng uh, thì các anh chị có thể liên hệ trực tiếp với các thành viên của ban tổ chức của ITP các anh chị nha rất cảm ơn các chị và hy vọng là chúng ta ngoài bên cạnh cái câu chuyện đầu tư bên cạnh những cái cuộc sống thì chúng ta hãy dành thời gian để làm sao mà duy trì những cái hoạt động thể dục thể thao để tránh stress. Thực ra là hỏi cái nghề nào là nghề stress nhất ấy? đó chính là ngành này, đó chính là ngành này. Đó, cho vậy luôn luôn giữ giữ, giữ sức khỏe để chúng ta uh, có một uh, một cái uh, tinh thần tốt, uh, một tinh thần thép để 2025 Thái Lê vẫn luôn luôn tin 2025 là một cái giai đoạn có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời của các nhà đầu tư chứng khoán bền vững và kiên trì nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.